Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác và trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Hiện tại Duy Minh đang có mặt tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Duy Linh. Wow, có một cái dạ. Dạ. Đến là thắp nhang cho. Cô cũng chào cô. Cô dặn con rồi. Dạ. Tại tháng rồi á, ra đây mới 21 ngày của chú. Dạ. Nhưng mà tình cờ cô đi khám bệnh thì đương nhiên phải chạy qua đây một chút. Dạ. Bữa nay là lần thứ nhì. Dạ. Để cô đi thắp nhang đi rồi. Dạ, cô thắp nhang. Dạ. 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 Chú đáng như cái cách hành xử. Hình như con nhớ con có gặp cô rồi. Có một lần thôi. Mỗi tháng cô đi nhận thuốc lần là cô chạy về đây. Mới tháng rồi một lần, tháng này nữa là hai lần. Dạ dạ. Tháng nữa đi nữa. Dạ. Mỗi tháng nữa đi. Tháng nữa cô đi thắp nhang rồi cô nói chuyện. Dạ. Ảnh dạ. Là người hâm mộ đang đến không anh chị. Mấy con đốt nhang cho bệnh không? Dạ. Nhiều người tiếc thương anh chị ha. Nhân tài. Dạ. Có phương cho cô. Thôi, ba cây cho dũng. Ba cây cho dũng. Cô bị đau chân á. Dạ. Cô tới đây lâu chưa cô? Mới nãy giờ ha. Dạ. Minh hả? Dạ con là Duy Minh ạ. Chào cô. Cô hơi đi bây con hay nhìn đôi dép. Nhìn đôi dép ôi trông. Rồi con nhìn cái áo. Dạ. Sao tay chân đỏ heo vậy nè. Dạ con mùa nắng tại vì nãy giờ mới quay cái hoàn cảnh nghèo á cô. Bây giờ thấy dạ. Cái này rất lạ quá. Dạ cái này thì mới làm hôm qua. Vô luôn. Dạ. Bởi vậy cô Lan hiền con nói. Sao dạ. Vô thẳng. Thẳng rồi. Cô ở đâu đến Đồng cô Nai. Ở Đồng Nai. À. Tại cô đi cũng có dạ. Cho đi khám bệnh đi dạ. Đi tái khám nhé. Mỗi tháng dạ. Ghé đi một lần. Dạ. Có gì cho cô hay nha. Dạ dạ. Tự gì con có số điện thoại cô rồi. Dạ. Phải không? Dạ con có số điện thoại cô rồi. Không bị chốt nữa cô đi thắp nhang. Dạ cô đi thắp nhang đi cô. Dạ. Cô nói chuyện với con. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Để cho sư đi quý chị tại cô cũng hay coi kênh của Duy Minh á cho nên là mình cũng cô sư á cho nên là cũng ngày ngày quay ha. Để cho cô thắp hương quý chị. Mẹ chị. Đây mình quay ở sau quý chị ạ. Vô kiếm em cho kiếm anh sao. Dạ. Yeah. Vô mà nói chú Tiểu biết chứ. Biết chú Tiểu với sư. Biết chú Tiểu với Duy Minh. Là bà cũng thích coi cái lương, đặc biệt là thích coi cái lương của cậu. Lấy mình là nhiều đó, xem là ngày nào sẽ coi hết cái nọ đến cái kia. Bao năm rồi. Vậy là lâu rồi hả chị? Chứ lâu rồi, đâu có mình mới đây đâu. Nên là mình ngước mộ lắm. Cảm ơn chị đã chia sẻ rất là nhiều. Cảm ơn chị đã rất là nhiều. Sư cô này từ Đồng Nai vô quý chú chị cũng biết Duy Minh và kênh của Duy Minh nên là rất là quý. Duy Minh là muốn gặp được Duy Minh, cô mới điện mình đang tải video á, cô điện vô đây quý chú chị. Cô đem theo gì sư cô? Bánh. Bánh bao. Bánh bao để cúng ha, ở chùa làm. Bánh bao để cúng. Mỗi gì? À có gì á. Giờ này cũng có khá đông bà con cô bác đến với chú chị. Sư cô đi lãnh thuốc cho nên là hôm qua đã điện với Minh rồi. Thì muốn vô đây gặp viếng chú xong thì sẽ gặp Duy Minh của chú anh chị. Từ Đồng Nai vô. Từ Đồng Nai. Đúng rồi. Sư cô gọi cho Duy Minh nè. À. Duy Minh. Rồi dạ. Dạ, ngồi xuống đây hả cô? Dạ. Dạ, ngồi đây hả? Dạ, được chưa? Phải ngồi bên tay phải cô mới đúng. Dạ, dạ.
coi riết đó, rồi tôi thấy quý con lắm. Dạ. Ví dụ mình khăn giả còn cái gì đỡ đi nữa, nắng đó thì cũng có chạy đi mua. Dạ. Thấy thương quá. Rồi tình cờ con nghe cô Kim Nga, trợ lý của Vũ Linh đó. Sao khi cô? Qua 49 ngày rồi cởi xin đi về quê, xót xa lắm. Nhưng mà nếu cô đóng vai tuần cô của cổ, cô cũng phải đi. Dạ. Vì hết trách nhiệm rồi, 10 năm hơn rồi. Dạ. Thì chăm sóc từ hồi Vũ Linh khỏe mạnh tới ngày cùng thì dạ, thấy cũng thương. Biết tại gia đình ta không có nói gì mình, nhưng theo con cũng không thể ở lại. Dạ. Vì Vũ Linh đã mất rồi. Dạ. Cũng như sứ mạng. Sứ mạng đã xong ha. Đúng rồi, đúng rồi. Cô. Bánh, bánh bao hả? Ồ, con quý quá. Dạ. Chú rồi. Chú tu rồi cho nên là tặng cho con hai cái bánh bao này ha. Dạ, cũng cảm ơn sư. À, giờ gửi tặng cho con những cái tấm lòng. Cũng không biết nói gì hơn. Dạ. Dạ. Quý Vũ Linh là một chuyện. Nhưng mà không có những vị này con coi làm sao. Dạ. Tối cũng còn thu giác mấy cái này đi cất. Dạ. Sáng thì bê ra thì cứ nhất là quân tiểu này nè. Dạ, quân tiểu dễ thương lắm. Dạ. Là thì mỗi tháng cô đi làm mấy thuốc xong rồi cô ghé để cô đứa đựng quay rớt cũng như xong. Dạ. Con nãy giờ con không dám quay sư nè, được quay nè nè. Nè, cô lãnh thuốc mà. Dạ. Mỗi một tháng phải đi một lần. Dạ. Đi có một lần thôi. Dạ. Thì hãy mi đếp thủ dầu một. Dạ. Mà hãy đi về đó là bộ cần phải chạy ra. Dạ. Thôi lỡ quay rồi cho quay luôn đi sư ơi, tại vì tại vì cô dặn, nhưng mà có cái là tại vì con vô sao con không có dặn anh em được cho nên lỡ rồi. Dạ. Dạ. Dạ không sao ha, cô cũng hơi xả. Dạ. Phải hy sinh nha. Dạ. Phải hy làm cái nghề hy sinh dữ lắm. Dạ. Để nắng nóng ngày đêm cô biết. Dạ. Cô theo dõi đó, hồi Vũ Linh chưa chết đó, cô chưa có duyên. Nhờ Vũ Linh chết đó, mới có duyên. Dạ. Vinh đại nó gắn cái mạng Mi TV coi suốt của ngày này. Dạ. Cho nên những cái gì ở đây cô biết hết. Như con nói con đi mua cái gì cho gia đình Vũ Linh cô cũng biết luôn. Dạ. Cô mới dặn con nói chừng nào đi để gặp cô. Không, bữa nay là nghỉ đi luôn rồi cô. Tại vì hồi thì cái đó thì nó cũng như là trục trặc kỹ thuật cô, cho nên là không đi nữa. Là sao trục trặc cái gì? Dạ dạ. Sao cô? Trục trặc cái gì? Trục trặc kỹ thuật cho nên là không có có ấy được. Đó. Cô okay. Dạ. Thân tâm lúc nào cũng an lạc. À đây là cái lọc ha cô. Dạ dạ. Hồi sớm á. Cô đi. Con rất là cảm ơn sư. Có gì. Dạ. Cô cũng có chút ít chuyện thôi, nhưng mà dạ, tượng trưng cho cái lòng cô thương mến thôi. Dạ. Với cô rất là cảm kích Vũ Linh. Dạ. Cả gia đình cô đều. Dạ. Ủng hộ Vũ Linh dữ lắm. Dạ. Còn cô tu hành cho nên cô không dám đứng chụp chung với cái hình này. Dạ. Nhưng mà cô kêu thì nó chụp giùm cho cô ba cái tấm mà cô thích nhất á. Dạ. Chụp riêng vậy nè. Dạ. Đệ tử cô nó mua điện thoại cảm ứng cho cô mà cô không có thích. Dạ. Cái cùi mắt của cô vậy mà quay phim được, chụp hình được. Dạ. Kêu nó chụp đó. Dạ. Nó cũng đệ tử cô á. Mỗi dạ, tháng nó đưa cô đi lãnh thuốc một lần. Dạ. Mà từ đó qua đây cả tiếng đó con. Mình đi bằng xe gì sư? Xe hơi tắm. Dạ, thì cơ mà đậu ngoài đó xe, ha. Xe 4 chỗ. Dạ. Còn chú Khang này chắc cũng ở đây cho tới ngày xây mộ. Dạ. Không biết Kim Nga đi chưa nữa. Dạ. Kim Nga đi chưa? Chắc chưa đâu. Chưa à, con. Chờ xây mộ chứ. Tại cũng mới 49 ngày cô đi. Con ở khu là con giữ mộ cậu hoài luôn hả? Như mộ cậu hoài luôn ở đây á. Nhưng mà nếu tháng sau cô trở lại đây thì chắc mộ xong ha. Dạ. Tháng sau thì bên gia đình nói là trong vòng 100 ngày sẽ xong, nhưng mà chưa biết là cái ngày nào chính thức đó sư. Nhưng mà dạ, theo con nghĩ chắc tháng sau xong. Dạ, tháng sau. Hôm qua cô thấy ở chính giữa này lún nè. Dạ. Ở chính giữa mộ lún xuống á. Có đồ khác chưa? Sao cô thấy?
trong TV á. TV hả? À, chưa đậu cát. Bên trong nó lúng xuống một lỗ to lắm con. Dạ. Trong đây hả? Ờ, ở trong đây. Ủa sao con nè? Chưa không biết. Có. Có hả? Đâu? Quay ngay chỗ đó mà. À, trong đây. Đúng cát, đúng cát, đúng rồi, đúng rồi. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Có. Đúng rồi, quý chị à, lúng luôn. Vì là có thể là gia đình sẽ ấy nhờ Hao Viên chắc có thể đổ cát cho thêm quá. Lúng cát xuống quý chú chị. Wow. Có chưa? Trời ơi, gia đình con rất mộ con cầu siêu dữ. Dạ. Từ hồi Vũ Linh mới mất luôn kìa. Chắc dạ. Ngày hôm nay đâu phải đợi tới ai biểu. Dạ. Tự cái thanh tình của mình con à, tên họ xin. Nhà cửa quyến thuộc không bằng cô rành hết. Cô đọc hàng ngày mà. Cô rất là quý chú Vũ Linh. Và dạ, đến đây để là từ Đồng Nai đi lấy thuốc và đến đây để là viếng mộ chú của chú chị. Đây cũng có mấy cái ghế của chị Như với là cô Năm, cô Lon á quý chú chị. Là gỡ tặng ở đây đừng cho là cô bác đến đây để là để ấy quý chú chị, để ngồi cho bà con ngồi. Thì trưa nay là Duy Minh có đặt một cái ghế rồi nhưng mà có đặt cọc rồi mà sao chưa thấy gì nhúc nhích, để Duy Minh sẽ điện hỏi là ảnh không quý anh chị. Rồi sư đi chừng nào mới gì à, sư đi lãnh thuốc rồi là đi ra đây. Dạ dạ à, mình chuẩn bị về ha. Mỗi tháng mỗi vô đây. Dạ mình dạ đi lãnh thuốc. Thì con cũng xin con cũng xin chúc cho sư thật là nhiều sức khỏe sư. Dạ. Đi cái ngày gì thì thân tâm an lạc tu hành tinh tấn sư, chúc sư thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Sư cũng có tặng cho mình một cái món quà gồm có một cái thiệp và cái hai cái bánh hai bánh chay quý chú chị. Hả? À, bánh bao chay. Dạ. Chuyển chiều. Trời đất ơi, chuyển trời đánh này luôn. Dạ. Trời cứ nó đút đầu con trong cái gì chụp sợ não. Dạ, đúng rồi. Dạ. Có bị tai biến thật sự sợ cái gì? Tai biến mạch máu não. Dạ. Cứ theo dõi riết cho tới bữa nay là coi như mỗi tháng đi lấy thuốc một lần. Dạ. Với lại xa quá. Dạ. Con nói là hết hết thôi. Quang thì quý chú anh chị thì sư đã đến đây và thắp hương và cúng trái cây, cúng bánh bao chay cho là nghệ sĩ ưu tú và Vũ Linh của chú anh chị. Thì sư cũng là một người khán giả hâm mộ chú rất là nồng nhiệt luôn. Sư đến đây hai lần rồi thắp hương cho chú và quý chú anh chị, gửi những cái bánh bao cho mình. Thì mình cũng xin giữ cái phần quà này và mình cũng đi một cái thiệp sẽ xem trong đó có cái gì hả, và mình sẽ chia sẻ lại cho bà con nghèo hữu chú chị. Thì mình cũng đang quay một cái clip lợi dở chia sẻ cho bà con nghèo thì có thể là chiều nay Duy Minh sẽ phát lên cho bà con xem ha, để chia sẻ những hoàn cảnh khổ với chú anh chị. Ơi vui chạy ngược đi mua đồ cho người ta, khí thương ghê. Dạ đó là không có gì, tại vì mình được góp vô cái phần công sức đó là cũng còn rất là vui sư. Dạ cũng được bà con yêu quý mới nhờ, chứ bà con không yêu quý cho bà con không có nhờ đâu. Dạ cái hy sinh của con. Dạ con giữ cái đó lại. Dạ dạ con ở trong đó đó. Dạ. Con cũng vậy. Rồi chúc sư về mạnh. Mỗi tháng mỗi về đây là được. Dạ. Sao mỗi tháng mà con không về được là
tôi đi theo chú à. Rồi chúc sư chuyến này đi về thượng lộ bình an, thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn nghe sư. Dạ. Hàng chàng. Cô sư là có theo dõi hết đó nha. Cô coi suốt ở đây nè. Dạ. Rồi sáng gì mở lên là thấy hết trơn. Dạ, dạ. Qua chiều ở cô dọn dẹp bông á. Cái dạ. Anh quay anh kia anh về nó thượng lộ bình an mà, nhưng mà con ghẹo anh nói thượng lộ bình tĩnh anh thấy. Anh nói theo thượng lộ bình tĩnh. Thì đương nhiên bình tĩnh mới chạy xe được. Dạ. Thượng lộ bình tĩnh. Rồi cũng chào sư. Dạ, chào anh. Dạ. Mưu Phật. Cô về cả cô. Dạ. Mỗi một lần lên tâm đi về đây nó bị nó lại nó khóc suốt. Dạ. Linh tâm với Vũ Linh với tay mặt tay trái. Dạ. Thương lắm. Cũng như là anh em kết nghĩa mà cũng. Thì đó. Anh em kết nghĩa với hôm mà khi chú á. Nó ca 49 ngày nó tiễn bị chú á. Nó dạ. vừa ca nó vừa khóc. Tôi nói kháng phòng khóc theo hết trơn. Nó nhắc lại những kỷ niệm của Vũ Linh hồi xưa đó. Nó lo từ hồi khỏe cho tới hồi bệnh rồi tới hồi. Dạ. Dạ. Con chào sư nha. Dạ. À. Rồi. Tiễn sư ra ngoài kia luôn. Dạ. Con chào sư. Tôi đi. Dạ. Này. Dạ. Chào sư. Dạ. Tôi cái chân cô khỏe chưa cô? Thì nó vậy mình già yếu rồi cô. Dạ. Nó không có đau. Dạ. Nó đau dưới 10 ngón chân. Ngón chân dưới 10 ngón chân. Khó bước. Dạ. Với lại đi thay bằng vậy được ha. Mình dạ. Nó hình đến cái là. Dạ. Chú nhủi. Dạ. Chỉ giống đi theo mình nó mình luôn. Anh đi ra đây à. Tôi về với. Dạ. Dạ. Rồi. Ở trước hay sao sư? À, sao vâng rồi chúc sư thượng lộ bình an, tu hành thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn nha sư. Dạ dạ thể thấy cô về là biết không còn mà dạ thấy nữa là... dạ sư phải 600 tuổi lại còn đi độ đời nữa, giúp ích cho đời, tụng kinh đồ đó. Để cô đây đây cái tay sư. Dạ. 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 Như bông không được tươi cho nên là sư không thích quý vị. Rồi, ok. Bye bye anh. Bye anh nha. Dạ, 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 dạ. Rồi, sư gì à? Ở bên trong này vừa mình thấy có ai đang làm gì quý vị. Hả? Chứ còn tiền xài thì cậu có rồi. Nhiều quá. Cậu có cái này. Ủa chị đút tiền tiền thiệt hả, tiền ấy hả chị? Tiền thiệt á. Em tưởng là tiền thiệt không á. Với là thiệt hả? Ủa chị nè, như là mình thấy quen quen nha. Quen. Chị từ đâu đến chị? Quận 3 hả? À, chị này em thấy chị quen quen. Nóng quá nóng. Nóng quá chứ chị à. Mình đốt cái tiền này nó có ý nghĩa gì chị? Đi làm từ thiện anh. Không. À. Mình cứ tìm người âm thì đốt tiền âm. Ừ. Thực ra là anh không phải ở dưới âm đâu, nhưng mà cũng phải đợi thời gian chứ không phải là
trước mắt là anh có tiền làm từ thiện chứ bây giờ anh đi về cõi trời. Dạ. Thì mua hết cái này luôn là bao nhiêu chị? Chị lớn. Cũng như là mình đốt cái này là mình cho chú làm từ thiện ha. Mà chú giờ chú lên trên rồi sao đốt cái này chú nhận được hả chị? Chú giờ 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 là giờ là mình cực lạc á. Với chút để lại chuyển nhượng hả sao? Nó tiền em thấy là tiền đô không nè, không chạy tiền là tiền đô. À. Chú Tiểu thấy sao chú Tiểu? Có duyên lắm á mới được giữ mẫu chú á. Hưởng hưởng lây chị, hưởng lây phước. Như em nè, em cũng được hưởng lây phước của chú nè. Đó, chị nghĩ là mình cho đi sẽ nhận lại thôi. Đúng rồi, mình cho đi nhiều khi mình nhận lại còn hơn đó chị. Em nghĩ gì? Thỉnh thoảng tụi em có đi xuống Sài Gòn thì kết nối với chị, cái chị mời tụi em. Quay đâu chị? Bánh xèo nha. Ủa chị có bán bánh xèo luôn hả? Không, của anh chị Linh đó. Bán của anh chị Linh đó. Gì hả? Ủa chị gần đó hay sao? Dạ. Chắc là qua lễ em đi, tại vì em mới nhận được cuộc gọi của một người cô nhờ em đi xuống đó muốn gửi tiền cho em đừng cho cái hoàn cảnh nghèo cái cô kia kìa. Em mới chia sẻ nhưng mà cô chắc hẹn chắc qua lễ. Tại qua lễ có cô cũng ở Mạnh Thường Quân ở Mỹ cũng mới gửi, hứa sẽ gửi tiền cho nên là mình đỡ tập trung lại một cái mà mình gửi cho cô luôn. Dạ. Yeah. Mình được có công được có của gì mà. Dạ, yeah, hy vọng là thì ông bà cũng độ cho em sẽ là một cái nhịp cầu nối để cho giờ để chia sẻ và hồi hướng cho chú. Anh chị. Giống như chị giờ chị đang đốt cái tiền này cho chú làm từ thiện đúng không? Giống như em giờ cũng là có cái duyên. Nên là cầu mong chú cũng độ cho em để làm nhịp cầu nối cho bà con. Nè. Giờ mình sinh ra thời của ông vua không ai thì cũng được. Chị để xuống đây với ai chị? Có mình. Có mình ha. Quá nhiều rồi. Đồ không anh? Đồ và tiền đủ thứ màu đỏ màu xanh luôn. Đọc đọc không? Đi làm từ thiện. Này phải chuyển nhượng là ha anh à. À, chị ơi thì khi mà mình đốt giấy tiền nhận bạc em nghe nói gì có phải không chị? Là mình đốt giấy tiền nhận bạc là mình cũng phải xin phép thổ thần đất đai ở đây cũng như là cái gì đó là thì cậu mới nhận được có phải vậy không chị? Đốt giá người đó thì người ta nhận người ta lì xì. Hỏi em trai đó cũng không biết là lỡ như đốt mình chú không nhận được sao chị? Vô số 1 hả? Thì chị nghĩ mình tiên đốt cho ông bà cũng vậy thôi. Cũng đâu có. Em thấy thường thường đốt là phải ghi tên, ghi tuổi rồi đó. À. Đốt là quần áo, còn với tiền. Nhiều khi mà chị không mấy người ta giống như trên ở đây mà chị mà gửi tiền hay là gửi ghi hoài cho ai mà chị không có ghi này kia rồi nhiều khi nó người ta chị gửi lộn người sao chị? Nó tên. À, nó tên hả? Tên. Ghi âm hả? Gầm thì tao quên đi nha. Giờ phải giấy mực á tao mới nhớ. Thì thực sự mà nói á là khi mà đốt giấy tiền nhặt bạc á thì có người đốt nhà lầu, xe hơi, đốt đủ thứ hết á. Chị này chỉ thực tế hơn là chỉ đốt tiền thôi. Tiền có thể là mua tất cả luôn thì đốt tiền thôi. Còn
nhiều người đốt quần áo thì ở dưới cũng lấy tiền mua đúng không chị? Quan trọng là tiền. Ở ngoài đời có vậy không ta? Ở ngoài đời cũng quan trọng là tiền chứ. Đúng rồi, tiền chứ. Còn nó không có tiền thì làm sao mà giải quyết được vấn đề? Tiền với vàng. Nếu mà thời chiến tranh đến thì tiền với vàng. Bây giờ chọn tiền hay là chọn vàng? Lúc mà chiến tranh á, bây giờ biết. Theo anh là anh chọn cái gì? Ngày xưa nhớ mấy anh chị đi vượt biên là người ta giấu vàng trong quần áo đâu không đó. Thì nếu mà chiến tranh xảy ra hay là chưa có vấn đề gì mà đột xuất á thì người ta sẽ giấu vàng. Mỗi mối là cũng đem vàng đốt cậu á. Này. Còn anh các tiền thiết sách anh chọn cái gì vậy? Thì cũng cần vàng luôn. Vàng. Gì hả? Vàng kim cương ngọc sòn. Em thì em chắc em không chọn. Không chọn cái gì em hả? Em không chọn cho nhẹ. Con vàng nhiều khi nó vướng bận vàng quá nhiều khi. Cái thời đó cũng phải thủ thân nhá, đang lộn sọ lặn xạ mà chơi cái kiểu như là sinh tồn với anh, sinh tồn luôn già, chơi sinh tồn luôn. Rồi vàng nhiều khi vàng mà nhiều khi lo chạy giặt gần chết thì sao mà vàng có ai đâu sử dụng luôn, đúng không? Nhiều khi là cũng phải, nếu mà vàng là phải đi trước chiến tranh anh, chứ mà nhiều khi đi sau mà lấy vàng thì thấy cũng nhiều khi biết sống sót rồi không nữa. Thì tiền âm phủ thì nó có mệnh giá đầy đủ hết á, nó giống như cái tiền của mình xài á, có 10.000, 20, 50, 100. 200 đô nữa, nãy đốt mấy tờ lớn rồi. 500.000 nữa rồi. Ủa mấy cái tiền mà tiền đen đen đó là mà có cái đồ đó là ở trên mình đâu có, chỉ có dưới âm phủ có thôi à. Đặc biệt mà mình cầm thấy tiền đó là mình cũng cái đó là cái gì chị? Thiếu giờ mới hiểu luôn, lạ ghê ha. Vậy dưới còn dưới thời xài ngân phiếu cũng có thể đó, tại vì ngân phiếu thì nó có màu vàng với là màu trắng. Trời ơi lạ ghê thật. Nay chị nói chia sẻ mới biết luôn á. Cậu về nhận hết tiền cậu ơi, thì chỉ giấy là xong rồi đó. Cậu nhận hết tiền rồi, cậu lấy tiền đó là cậu đi từ thiện. Cảm ơn chị, tình cảm dạt dào luôn. Chị ở đâu đến rồi nè? Chị ở đâu đến vậy chị? Chị ở quận Phú Nhuận. Phú Nhuận. Dạ. Quận 3. Quận 3 cũng của Phú Nhuận hả chị? Quận 3 là khác thôi chứ, quận 3 chỗ phường đường nào vậy chị? Dạ Nguyễn Đình Chiểu. Dạ. Bàn cờ Nguyễn Đình Chiểu dùng chuối rồi đúng không? Cái đó là em không gần luôn. Gần chuối Nguyễn Chiểu. Cũng gần nhà cậu Năm đúng không? Không, xa. Cậu Năm xa. Xa hơn hả? Xa hơn. Nãy tưởng đâu chị nói gần ở Phú Nhuận luôn chứ. Gần dễ dàng. Nói chung là cách nhau 7-8 cây gì thôi à. 5 cây hả? 5 cây cũng gần rồi. Nguyễn Chiểu thì 5 cây nhưng mà Sài Gòn là chạy lâu lắm em. Ủa, Trần Hiền đó vậy ha. Còn thiếu 5 cây ở đây thì 5 cây khoảng chừng 10 phút chứ Sài Gòn khoảng 20 phút. Kẹt xe. Còn bình thường thì cũng đi nhanh như mình, thấy anh? Không có gì. Gần chỗ anh Nguyễn Đình Chiểu thôi. Nếu có dịp nào tụi em mà có xuống Sài Gòn á, đặc biệt là nếu là chị mời tụi em ăn mình xèo ha. Thứ hai là để cho làm cảm ơn tụi em. Thứ hai là ủng hộ luôn ha chị hai. Ủng hộ một cái mà bà ba khán giả mà người ta ủng hộ đó thì giống như đây mình ủng hộ thực tế. Ô này một công ba chuyện ha chị. Chị mà ở gần nhớ lát hồi lấy số chị nha. Xuống mà quay chú Tiểu Linh á thì ghé ăn bánh xèo luôn. Trước hết tụi em có xuống thì điện trước đặng chị con chạy qua chứ để dạ chị có thể đọc số cho tụi em luôn, đọc số đi cho tụi em. Thôi từ từ đọc đi, đọc ra đi, đọc trên mạng là người ta nghe chị á. Đúng rồi. Từ từ là hết quay rồi bắt đầu mới xin số sau. Rồi chào chị ha, chị nhìn sức khỏe nha chị. Chị lên đây mình hả chị? Chúng chị ơi, quyền chào chị sang chị về ơi, chúng chị ơi. À, thì video đến đây thì Di Vinh chia sẻ bà con thấy như thế nào, có thể là để lại những ý kiến bình luận của chúng chị đó. Và là Di Vinh biết thì chiều nay là có cái tấm này là ngon lành của chúng chị, rồi bà con cô bác có thể là đến đây là thắp hương cho chú nè, rồi xong cái mình quỳ mình lại, mình bỏ dép mới nhớ bỏ dép ngoài đây nghe của chúng chị đó. Anh nào chưa lại thử vô thử cảm giác vô quỳ lại thắp hương nghe anh. Đó, mình sớm mình cũng có quỳ lại thắp hương quý chúng chị. Đó, cảm giác thì nó rất là thoải mái luôn.
nó quý chú bữa cái bữa mình lại mà không có ấy nó nổi cái hộp này quý chú chị, là mình lại nó úp cái tay xuống nó nổi hộp hộp này, nó có cái này hết sợ rồi. Vâng, thì video đến đây thì Duy Minh cũng chia sẻ khá dài quý chú chị, nhưng mà con thấy video có ý nghĩa cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha. À, xin chào bà con, hẹn bà con lên một video tiếp theo ạ.